Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện Đẹp Muộn. Và ở cái số lần này thì mình sẽ kể, chia sẻ cho quý vị và các bạn những câu chuyện mà liên quan đến ma gà. Thì đây là cái chủ đề mà mình đã tập trước, sau trước mình đã nhắc đến. Và lần này mình sẽ kể nhiều câu chuyện hơn, phân tích một chút xíu, chia sẻ chút xíu về nguồn gốc cũng như là về những cái gọi là ma gà như này. Thì kính thưa quý vị các bạn, ngày xưa thì người ta cái thời mà còn rất là khó khăn thì cái sự ghen ghét đố kỵ giữa người có điều kiện trong cái xã hội và những người nghèo khổ trong xã hội là rất là lớn, không như bây giờ. Thì cái lòng đố kỵ đấy người ta mang, người ta đã trở thành một cái nỗi đau nào đó, người ta đã in hẳn trên cái suy nghĩ, trên những cái gọi là tiềm thức của họ. Cho nên là ở trong một cái gia đình nào đó, nếu như cái lòng đố kỵ nó quá lớn thì thường thường để mà giải quyết cái vấn đề đố kỵ đó thì người ta sẽ nuôi những con gọi là con ma đó, rồi là để mà mình dùng những cái thế lực tâm linh đó để gọi là giải thoát cho cái nỗi niềm, cái sự đố kỵ của bản thân. Thì đấy là cái khái niệm, đấy là cái gọi là nguồn gốc tại sao mà người ta nuôi cái con ma gà, mà con ma gà nó nuôi như thế nào, sử dụng nó như thế nào. Thì đây vẫn là những cái câu chuyện, những cái rất là bí ẩn mà chưa ai gọi là đích thân là kể chi tiết ngọn ngành, cũng như là để mà phân tích cho tất cả các bạn. Thì những cái mà mình vừa mới chia sẻ đây là mình được nghe kể lại từ bạn bè, người thân và những người gọi là được trải qua cái câu chuyện đó, chứ không hề là đây không phải là một cái khái niệm do mình đặt ra đó. Thì để các bạn hình dung được là cái nguồn gốc sâu xa vấn đề mà tại sao người ta nuôi một con quỷ, con ma trong nhà để làm gì đó. Thế thì tại sao ma gà là như nào, thì để mà các bạn biết được là cái sức mạnh của nó, hay là cái gọi là cái nguồn năng lực tâm linh của nó như nào, thì mình sẽ kể cho các bạn qua một vài câu chuyện như sau. Thì ở cái làng nọ có một cái gia đình mà người ta đồn thổi đó là cái gia đình nuôi con ma gà. Thì gần như là những người mà bị đồn đoán rằng là gia đình đó nuôi ma gà thì gần như là hàng xóm xung quanh, láng giềng, tất cả mọi thứ là mọi người không chơi cùng, không giao lưu cùng cái gia đình đó. Đó. Thế thì có một ngày nọ, cái gia đình này họ, gia đình được mang cái tiếng là nuôi ma gà này, đi sang nhà hàng xóm chơi. Thì mọi người, bản thân là hàng xóm xung quanh, mặc dù mình biết, mặc dù là tin là cái nhà nuôi ma gà, nhưng mà thật ra là tế nhị, cái vấn đề này rất là tế nhị. Cho nên là khi mà cái nhà hàng xóm này sang chơi thì bản thân gia đình đó vẫn phải tiếp đón, vẫn là niềm nở tất cả mọi thứ, vì những cái này nó là cái chuyện tâm linh tế nhị, không ai dám mà hỏi thẳng trước mặt, hay là không ai dám thể hiện một cái thái độ gì đó, bởi vì dù rằng đi nữa thì họ cũng là một người mang, gia đình đấy nó mang một cái thế lực tâm linh, nên là gần như là ai cũng cảm thấy là có chút gì đó sợ hãi. Thế thì cái gia đình này đi qua nhà hàng xóm chơi, thì khi mà lâu không thăm hỏi thì người ta qua, người ta cái gia đình này ngó nghiêng của cái ông hàng xóm này, ngó nghiêng từ trên nhà dưới bếp, và khi đi xuống cái bếp thì ở đằng sau cái bếp đó là một cái chuồng lợn nuôi khoảng độ 8 đến 9 con lợn gì đó, rất là béo tốt. Thế thì cái nhà này nhìn thấy đàn lợn béo tốt nên là quay sang nói chuyện với cái gia chủ là: ôi trời ơi, cái lợn nhà anh chị bây giờ lâu không sang thấy nó béo tốt thế. Và
Sau khi ngắt lời xong thì cái người hàng xóm này lại quay trở lại cái phòng khách để mà uống nước, sau đó ra về. Thì cái người nhà, cái gia chủ đó thì thật ra họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù rất sợ nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó là đến chiều tối thì tự nhiên ở dưới bếp đó, đứa con gái nó hét lớn lên, nó hét rất là to lên. Thì cái gia đình này phải chạy xuống, thì đứa con gái nó là: mẹ ơi, bố ơi, cái đàn lợn nhà mình là nó lăn đùng ra nó chết, học máu mồm ra nó chết. Thế thì lúc này không một lời giải thích, không một ai có thể giải thích được là lý do tại sao cái đàn lợn nhà mình đang béo tốt như vậy mà đến chiều tối tự nhiên nó lăn đùng ra nó chết, học máu mồm ra và nó chết một cách như kiểu trúng độc vậy. Thế thì gần như là gia đình này rất là hoang mang, rất là sợ. Thì khi hỏi hàng xóm láng giềng, những người xung quanh đó, chỉ mới biết rằng là cái nhà này đúng thật là họ đang nuôi, cái nhà hàng xóm lúc chiều lúc sáng sang chơi đúng thật là nuôi con ma khả. Bởi vì là nếu như nhà nào mà nuôi cái ma khả này thì chỉ cần họ khen thôi, họ khen một cái bất kể một vấn đề gì, thì y như rằng đến chiều tối hoặc là ngay một vài hôm sau sẽ xảy ra một cái biến cố ngược lại đối với cái lời khen đó. Thế chính vì thế rằng là người ta, các cụ ngày xưa hay nói là ví dụ nhà mà có trẻ con mới đẻ, mới sinh thì gần như ai đến cũng không nên là không cho họ khen. Đó, ví dụ là ôi cái cháu này ngoan quá, hay là ôi cháu này lớn quá, hay là béo tốt quá, hay tất cả thứ, tức là họ rất là kiêng kỵ cái chuyện là khen đó, nhất là đối với trẻ con mới sinh đó, bởi vì để tránh trường hợp là gặp phải những gia đình mà họ nuôi những cái con ma con quỷ để mà gọi là người ta đố kỵ đó, có thể là họ đố kỵ nên họ khen như vậy để mà cái lòng đố kỵ của họ được giải tỏa đó. Thì nuôi con ma gà nó thế lực như vậy, nó khủng khiếp như vậy đó, thì cách nào để có thể nhận biết được nhà ấy muốn nuôi ma gà làm cách nào? Thì nhân gian họ tương truyền rằng là nếu như nhà ai mà nuôi con ma gà này thì vào những ngày rằm, vào những ngày rằm mùng 1 hoặc là những ngày rằm, thì người con gái trong cái gia đình này trở nên rất là xinh đẹp trong mắt người khác. Đó, bình thường có thể mọi người thấy rất là cô gái có thể rất là bình thường, không được đẹp, nhưng mà tại sao cứ đến ngày rằm thì cái cô gái đấy là má đỏ hồng hào, mặc dù không đánh phấn, bởi vì ngày xưa thì cái sự trang điểm là rất là ít đó, má đỏ hồng hào, tự nhiên là nhìn rất là đẹp, rất là sự lung linh đó. Thì đấy là cái lời mà dân gian người ta thường hay khuyên để mọi người nhìn và nhận biết. Còn là để chính xác hay không thì thật sự cái này nó là một cái dấu hỏi đó. Thế thì kể sâu xa hơn một chút, có thể có một câu chuyện như thế này. Có một nhà kia là nuôi ma gà từ thời cụ, rồi là truyền lại cho con cháu. Thì đến cái đời đó thì gia đình đó có một người con trai. Thì cái bà mẹ này, bà ấy nói chuyện với người con trai của mình vào cái lúc mà người con trai đã đạt 18 tuổi, đến 18 tuổi, thì người mẹ tâm sự với người con trai là: con ơi, gia đình nhà mình đó, con đã hiểu là nhà mình nuôi ma gà, nên là cái tập tục này là của ông cha để lại, nên mình vẫn tiếp tục phải nuôi, mình không bỏ được con ạ. Mà để nuôi thế này thì người ta rất là kiêng kỵ cái chuyện là cưới xin trong gia đình đó. Con gái thì có thể đi gả chồng được, nhưng mà con trai thì sẽ không thể lấy vợ được. Thế thì người con trai này họ rất buồn, nhưng mà vì là người mẹ dặn dò thế và ra hoàn cảnh gia đình là như vậy, nên người con trai cũng cố gắng là nghe theo lời mẹ để mà không có lấy vợ.
Thế rồi một vài năm trôi qua, người con thanh niên đó cũng lớn, tầm 21 hay 22 tuổi. Thì cái thời đó, tầm đó là người ta đã dựng vợ gả chồng, lấy chồng, kết hôn, sinh con. Chàng trai cũng có quen một cô gái, nhưng vì bà mẹ dặn dò là không có lấy vợ nên là chàng trai cũng rất là buồn rầu và quyết định là tâm sự với người mẹ để xin được cưới cái cô gái này làm vợ. Thế thì bà mẹ nhất quyết là không đồng ý. Nhưng vì ngày này qua tháng nọ, cái người con trai này luôn liên tục là nài nỉ, xin mẹ để mà lấy bằng được cái cô gái đó. Thì người mẹ cũng rất là thương con, cũng biết là lớn tuổi thì phải dựng vợ gả chồng. Thế cho nên là người mẹ cũng đành cắn răng cắn lưỡi mà tổ chức cái đám cưới. Và trước cái hôm đám cưới thì người mẹ cũng có dặn con là nếu như bây giờ nhà mình đã lỡ tổ chức, con đã muốn lấy vợ thì mẹ cũng không cản. Nhưng mà con phải nên nhớ là gia đình mình khác với các gia đình khác, nên là con phải dặn vợ con hãy nghe những cái lời mẹ dặn đó, hãy làm theo những lời mẹ nói, chứ đừng hỏi thêm, đừng tò mò hỏi thêm để tránh những cái phiền phức cho gia đình mình. Thì người con trai lúc này cũng đồng ý với người mẹ là sẽ chấp nhận nói với người vợ để làm sao mà nghe lời mẹ, hàng ngày làm cái việc cúng bái đó. Thế thì buổi tiệc đám cưới cũng đã diễn ra suôn sẻ, cô dâu về nhà chồng một cách vui vẻ hạnh phúc, và cô con dâu này cũng rất là chịu khó, hiền lành và ngoan ngoãn. Hàng ngày, hàng tháng đến ngày rằm thì người mẹ vẫn luôn mua gà đó về để mà cúng. Thế thì cô gái 1-2 tháng đầu tiên thì cô gái cũng thấy rất là bình thường cái chuyện là mẹ mua con gà về để mà cúng. Nhưng cái điều lạ thay là cô gái thấy rằng là cứ đến ngày rằm cúng ở dưới nhà thì không nói gì, nhưng mà cứ thấy mẹ mang lên 1-2 con gà lên trên lầu, và đến tầm trưa tầm tối, tức là gì, sau một thời gian thì bà mẹ đi xuống nhưng mà không hề mang con gà xuống. Con gà cũng không cần luộc hay là chế biến mà mang nguyên con gà sống lên trên gác. Thì cô gái rất là lạ, thì bà mẹ cũng thấy cô tò mò như vậy nên cũng dặn một lần nữa cho cô gái để cô gái không có tò mò. Thì bà mẹ nói là con ơi, hàng ngày con nấu cơm, dọn nhà và phụ chồng con ra đồng, mẹ rất là mừng, mẹ rất là vui đó. Còn cái ngoài ra cái việc gia đình nhà mình còn có cái việc ở trên lầu, đấy là cái việc cá nhân của mẹ, nên là con không cần phải bận tâm đó, không cần phải lên dọn dẹp ở trên lầu, trên gác xếp, mà cái đấy hãy cứ để cho mẹ, con cứ lo quán xuyến cái việc gia đình và dọn dẹp cái dưới nhà là được rồi. Thế thì cô gái lúc này cũng xui xui, bởi vì mẹ chồng nói vậy thì nghĩ là ủa chắc là đấy là mẹ có thể là nuôi cái gì đấy hay là như nào đó đó, nên là cô gái cũng xui xui. Thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng bình yên, không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái sự lặp đi lặp lại hàng tháng thì khiến cho cô con dâu này cũng rất là tò mò. Cô ấy đếm từng tháng một, vậy thì cô ấy nhầm trong đầu đó, tháng nào mẹ cũng mang lên đôi ba con gà lên lầu mà không hề mang xuống, thì bây giờ chắc chắn là phải được một đàn gà rồi chứ không phải không đó. Cô rất tò mò, nhưng vì mẹ dặn nên cô không dám lên trên lầu. Thế có một hôm như thế này, có một hôm mà gia đình hôm đấy là đến cái ngày gặt lúa, thì gần như cả gia đình, cả mẹ, chồng, nàng dâu, từ anh chồng của cô gái đều phải ra ruộng để mà gặt lúa. Thế thì hôm đó thì mọi người rất là bận bịu ngoài đồng.
Thì bà mẹ chồng bà ấy nói con dâu là thôi bây giờ cũng gần trưa rồi, chiều làm cái đống ruộng này phải đến chiều tối mới xong, thôi thì con về trước, con nấu cơm giúp mẹ, thì tí nữa gia đình mình về ăn, sau đó là chiều lại tiếp tục ra để mà gặt lúa tiếp. Thì cô con dâu lúc này cũng cũng rất là nhanh nhẩu, dạ vâng với mẹ, sau đó đi về chuẩn bị cơm nước và cũng dọn dẹp qua nhà cửa. Thế thì lúc này cô gái khi mà chuẩn bị cơm nước đã xong, dọn dẹp nhà dạ đã xong mà vẫn chưa thấy hai mẹ con chồng và mẹ 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 chồng về, thì cô lại tiếp tục cô mang chổi mang cô quét dọn ngoài sân. Thì lúc này khi mà quét dọn ngoài sân thì cô chợt nhớ ra là cái phòng của ở trên gác của bà mẹ thì cũng chưa có ai quét, mà hôm nay mẹ bận thì cô nghĩ rằng là ờ thôi mẹ bận vậy thì mình quét hộ mẹ hôm nay, dọn hộ mẹ hôm nay cũng được đó. Thế thì lúc này cô với rất là bình bình tĩnh và chậm rãi cô đi lên từng cái bậc thang, thì tiếng bậc thang con két cũ kỹ kêu răng rắc lên. Cô mở cánh cửa ở trên gác mở vào thì gần như trong phòng chỉ là một cái căn phòng rất là tối. Cô ngửi cảm giác trong mình, ngửi thấy là những cái mùi thum thủm ẩm mốc, cảm giác như là cái phòng này đã rất lâu năm không có ai dọn dẹp, cũng như là không có ai sống ở trên gác xếp này. Thì khi mà cô bước lên vào trong đấy khoảng độ một phút, thì lúc này mặc dù tối nhưng mà khi mà mình vào một cái phòng tối nó khoảng độ 1-2 phút thì cái thị giác của mình nó quen đi, thì những cái ánh sáng chiếu vào từ những cái ô thoáng ở trên 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 cái cửa sổ nó chiếu là làm cô có thể bắt đầu nhìn rõ được những cái cảnh vật trong cái lầu đó. Thì gần như cô thấy rằng là mạng nhện răng kín khắp các góc, bụi bặm khắp nơi, mà là ai thay hơn nữa là ở giữa cái căn căn phòng đó là có một chiếc chum rất là to, chiếc chum đựng nước của cái người ngày xưa ấy, thì đựng nếu mà để nói mà chui một người lớn vào thì có thể là chui còn vừa, cái chum rất lớn, và có mỗi cái chum ở trong cái phòng khách đấy đậy cái nắp lên, chứ xung quanh đều không có một cái đồ dùng gì hết đó. Thì cô bảo trời ơi cái phòng bụi như này mà mẹ không quét bao giờ, mà trước giờ bảo biết thế bảo mình lên quét lên phụ dọn cho nó sạch sẽ, ai để một cái phòng trong cái nhà mà nó bụi bặm nó mốc ẩm mốc thối thum thủm như vậy. Thế thì cô mới tiến lại gần cái chum, cô mới mở cái nắp chum ra, thì lúc này cô ho sặc sụa, cô như muốn nôn ra vì cái mùi thối nó nồng nặc ở trong cái chum đấy nó bay lên đó. Và khi cô mở nắp lên thì đồng thời cái đám lông gà ấy, nó bay ra tứ tung trong cái phòng đó, kèm theo cái mùi thối của những xác động vật trong đấy, thì cô tí nữa là cô nôn lên. Thì cô bịt mũi nhăn nhó và không không nói lên lời bởi vì nó quá là thối, nên cô cố gắng cô nhìn vào trong cái chum này. Thì lúc này là cô mới thấy rằng là nhung nhúc toàn là xác con gà đã thối rữa và giòi chi chít, các con giòi nó bông nó ăn sợi thịt ăn xương trong đấy. Thì lúc này cô mới vội vàng cô đậy cái nắp chum lại, cô mới chạy xuống nhà và cô thở hổn hển. Thì cô bảo cô mới nghĩ trong cái lòng mình, cô bảo trời ơi tại sao mà trong giữa nhà mà mẹ lại để một cái mẹ 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 lại để một cái chum mà đựng toàn gà chết ở đấy, không biết để làm cái gì, mua gà về thì để mà cúng bái để ăn đi, thì sao lại 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 nuôi con gà trong cái chum đấy đó. Thế cô bảo trời ơi cái chum thì đựng được nước mà tại sao mẹ để như thế. Nên là lúc này cô mới đun một nồi nước rất là lớn, nồi nước sôi rất là lớn, cô đun lên, sau đó cô xách lên trên cái lồng đó, nên là cô định cọ rửa tôi đổ cái nước sôi vào để vào trong cái chum đấy để mà diệt hết cái con giòi đi, để tí nữa cô mang cái chum xuống để đựng nước.
Thì khi mà cô vừa đổ cái đống nước sôi vào trong cái chum thì là đột nhiên là nó phát ra một cái tiếng trong cái chum kêu rất là kinh khủng, như một cái tiếng la, tiếng hét rất là ghê gớm. Thì cô vừa đổ cái xong, cô đợi cho những con giỏi nó chết hết, cô khoáng, thì đang cái lúc mà chuẩn bị đổ cái nước ở trong cái chum ra đi để mang chum xuống, thì cái người hàng xóm người ta chạy từ đâu về, chạy về gọi cho cô. Thì cô mới thấy hàng xóm chạy sang đông quá, thì cô mới chạy xuống dưới bảo có chuyện gì vậy bác. Thì lúc này cái người hàng xóm nói là chồng của cô với mẹ chồng của cô chết ngay ngoài ruộng. Có nghĩa là gì? Khi mà cô đổ cái nước sôi vào trong cái chum thì là lúc này là gần như nó trúng một cái lời nguyền hay một cái gì đấy, khiến cho chồng cô và mẹ chồng của cô chết ngay tại chỗ ở ngoài ruộng. Và kể từ đấy thì cô gái này cô quá sợ cái gia đình này, nên là khi mà biết được hàng xóm kể lại cho là gia đình này nuôi con mang hàng ấy, nên là cô cũng sau khi cái đám tang của chồng và mẹ chồng thì cô cũng liền bỏ đi nơi khác luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, đó là một cái câu chuyện mà hoàn toàn có thật, người ta được kể lại cho tôi cái thời mà rất là lâu rồi. Thì như quý vị cũng biết là khi mà người ta cái thời ngày xưa, như lúc đầu tôi cũng nói, khi mà người ta sinh cái lòng đố kỵ thì lúc này người ta sẽ tìm đủ mọi cách để mà người ta giải thoát cái lòng đố kỵ đấy. Ai giàu hơn, ai tốt hơn, ai đẹp hơn, người ta cũng sinh lòng đố kỵ và người ta để chu ẻo người khác, nên người ta nuôi những con ma quỷ như thế trong nhà nhằm phục vụ cho cái lợi ích của bản thân cá nhân nó. Nhưng còn cách để mà trừ diệt nó, hay là mình không muốn nuôi nữa, mình làm sao đấy, thì gần như mọi người không hề nhắc tới. Có thể nếu nuôi là cứ truyền từ đời nọ sang đời kia, phải nuôi, phải cúng. Nếu như mình không cúng bái nó, hay mình gọi là mình giết nó, thì nó sẽ có một cái lời gọi là nó sẽ vật lại chúng ta, và gia đình này sẽ gặp một cái hậu quả, cũng như mà là cái gia đình của cái cô gái này. Thế thì đây cũng là một cái câu chuyện mà để chia sẻ cho tất cả các bạn về con ma gà. Và xung quanh nó còn rất nhiều những câu chuyện liên quan đến tập tục nuôi con ma gà này. Thì trong các số lần sau tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kể cho tất cả quý vị và bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.